hơ đuối, không phải là bài vo nhá. Đây ai lấy con này comment hồng giúp em này. 79.000 thôi. Đây còn nhiều váy bồng bềnh, để em tí. Đợi tí nhá, còn nhiều đồ đẹp lắm, chưa cơ kịp. Đây, áo nhá, áo là áo tay tay bồng bồng á, áo kẻ này. Quần này, sát này em nhập đắt lắm, có cả đai nữa cơ. Có đai đeo tuba nữa. Nhá. Quần đẹp lắm này, ống rộng này. Sát này xả 79.000 còn một sát thôi. Em xả lỗ vốn nhá. Em xả lỗ vốn thì sát này ngày xưa em nhập là 101 hay 120 rồi. Còn một set xả lỗ 79.000. Áo to lắm nha, form này dưới 60 cân vừa, 65 cân vừa. Nhá. Ai lấy comment cho em. Xinh lắm luôn. Set kẻ nhá. Chất đẹp nhá. Set này để cho trang fan 79.000. Còn nhiều set lắm, đợi em một tí. Con này là em mua 250 ở trên mạng. Mua cách đây cũng 1-2 tháng rồi. Nhưng mà em chưa mặc lần nào nhá. Em chưa mặc lần nào ạ. Bởi vì em mặc thì em thích rộng hơn như thế này cơ. Em thích to hơn nhá. Em trả lỗ con này 100.000. Là em lỗ 150 chưa kể tiền ship nhá. Chất đẹp ạ, chất đẹp cực luôn. Ai lấy con này comment cho em rắn này. Cái hai dây vàng lụa đấy nhá. 140 chị ạ. Lấy đi, chất đẹp lắm. Bên ngoài người ta toàn bán 250-300 thôi. Chất đẹp nha. Hai lớp dày dặn, hàng Quảng Châu. Ok, cảm ơn Trang Phan đây. Con này xả 100 này. Ôi, đợi một tí. Đợi một tí. Nốt. Thôi. Váy thiết kế nhá, cho các chị mặc đi tiệc nhá, bồng bềnh cực kỳ luôn. Màu bên ngoài xinh lắm, màu vào đây nó bị mất màu rồi. Ánh sáng nó bị mất màu rồi. Này xả lốt con này đấy, 140.000. Form này có nhiều bánh bèo lắm luôn á. Bánh bèo lắm, đeo thêm một cái tang nữa cũng được. Con này size khoảng tầm dưới 55 cân. Chân lụa nhá các chị ơi. Không phải vải phi bóng nhá, chân lụa hơi áo ngoài nhá. Bắt sáng cực kỳ luôn, mặc đi ăn quệt. Nói chung là nó nhẹ nhàng dễ mặc lắm. Nó không quá nổi bật nhưng mà thật sự là mặc nó rất là thuần khiết ấy. Kiểu thế, nhẹ nhàng. Đây, nốt. Thôi nhá mọi người ơi, có đơn thì inbox cho em nha. Em nghỉ đây con em khóc rồi. Bye bye các chị nhá.